vùng quê Lạng Sơn. Xin chào tất cả các bạn nhé, mùa cỏ lau lại đến rồi các bạn ơi. Này, cỏ lau Bình Liêu đang ở đằng sau mình này. Du khách từ khắp nơi đang đổ về để mà ngắm cỏ lau Bình Liêu. Mặc dù gọi là cỏ lau Bình Liêu nhưng hiện tại mình đang ở trên địa phận của huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn thôi nhé. Nhưng cái tên cỏ lau Bình Liêu thì nó đã in sâu vào tâm trí của mỗi người rồi, nên cứ gọi là cỏ lau Bình Liêu cho nó đẹp. Trời ơi các bạn ơi, thấy không? Trùng trùng điệp điệp, đồi nào núi nào cũng toàn là bông lau hết này. Quá đẹp luôn. Năm ngoái mình đến đây vào tháng 12 và lúc đấy thì bông lau đã tàn rồi. Nên năm nay quyết định rút kinh nghiệm đi sớm hơn. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 11. Đi sớm hơn để bắt được khoảnh khắc đẹp nhất của bông lau. Mặc dù bây giờ nó cũng chưa bung hoàn toàn, nhưng ít ra còn đỡ hơn là năm trước đi nó bị sún hết lại rồi, nó tàn rồi ấy. Lối lên ở dưới kia cơ. Bây giờ mình sẽ xuống lối lên rồi lên trên cột mốc 1297 quay chi tiết hơn nhé. Có cả xe khách để dẫn khách đi ngắm cỏ lau này. Wow, rất nhiều xe máy luôn. Từ nhà mò lên đến đây thì cũng đã 11 rưỡi rồi. Vẫn còn du khách đang lên nha. Và có rất nhiều người xuống rồi. Đây. Nhìn này thôi dốc lắm nhá. Đấy thì cô kia đi vừa bám. Này say rượu không khuyến khích lên ruộng bậc thang này. Xuống rồi chú à. Xuống lên một lát rồi xuống. Ô, lên đến vừa hết bậc thang đầu tiên đã thấy thở phào rồi. Ở đây nhìn ra ngoài này. Ra ngoài kia là cái đồn biên phòng ấy. Chỗ nào phẳng phẳng thì họ lại giải đường bê tông. Chỗ nào mà dốc quá thì họ bắt đầu làm bậc thang. Đoạn trên kia vẫn chưa phải là cột mốc đâu nhá. Du khách lên rất là nhiều luôn. Đây. Hoa này cổ lâu. Chưa nở nhiều nữa, nhiều vậy. Năm nay đi sớm nên là cỏ lau vẫn chưa tàn lắm. Cái này khi nào mà nó hơi bay bay kia, có gió kia nó đẹp rồi. Này bay bay đây. Mở ra một trang sử mới này. Đằng kia này, đây. Hàng rào biên giới của Trung Quốc nhá. Đấy, anh nào muốn vượt biên thì qua đó trèo, ok. Thì có phải còn nữa. Ừ, như nó dày nhiều nữa kém. À, bắt đầu có gió hơi mát mát rồi nha. Rồi, lên đến đây là chúng ta đã nhìn thấy 1297 nó đang nằm ở trên đỉnh kia. Ôi, nóng thế. Toàn trời ơi. Sáng đi rét quá nên trang bị áo len cổ cao. Bây giờ thì sắp thành heo nướng rồi. Heo quay. Ôi, còn nốt một chặng đường nữa là chúng ta đã có thể chạm đến 1297 nhá. Năm nay cỏ lau khá là thưa, không dày như mọi khi. Mọi khi những chỗ này nó bông nó mật độ dày hơn. Còn những chỗ này là bẻ rồi. Chỗ này á? À? Chắc phải trên kia. Trèo lên trên này đi. Trèo ra tuột nó phải bước nhỉ. Wow. Bắt đầu mát rồi đấy. Đây là cầu thang cuối cùng để có thể chạm cột mốc 1297. Mặc dù đây không phải là một cột mốc quá cao,
cũng không phải quá xa xôi, nhưng để đến và thăm cột mốc 1297 này, đó là một tình yêu nước, một tình cảm linh thiêng dành cho mảnh đất hình chữ S của chúng ta. Khẳng định chủ quyền đây là của người Việt Nam, và người dân đều có trách nhiệm và nghĩa vụ lên để có thể thăm, chụp ảnh cái cột mốc này, đặc biệt là đến thời điểm tháng 11 dương lịch như thế này, có thêm hoa cỏ lau nữa, rất đẹp. Để mà nói hoa cỏ lau thì mình không thấy ở chỗ nào có quá nhiều đâu. Thở bằng mũi thôi nha, đừng thở bằng mồm đời này. Giờ nãy thì thở cả mũi cả mồm không kịp rồi, đã xuống rồi anh. Wow, bây giờ còn có cột mốc để mà chụp ảnh nữa nhé. Kín hết rồi. Đấy, Việt Nam trước này. Tinh thần yêu nước bắt đầu được bộc lộ ở đây. Vừa nãy chúng ta quay từ dưới kia đấy. Đây chúng ta thấy một bạt cỏ lau. Từ trên này xuống này, chúng ta vẫn nhìn thấy. Đây có một lối đi sang bên đồi bên cạnh này. Ui, đường mòn thế. Hy vọng là không có bãi bom nào ở đây. Năm trước là tôi bị một bãi rồi ở chỗ này này. Do là năm xưa ấy, mình đi cuối cuối. Wow, xuống đây này nhìn toàn cảnh đẹp chưa? Này, ui ui. Ôi, dưới này này, đứng lên tảng dưới này chụp này. Một cơn gió ngang về với đất mẹ. Không hiểu sao những ngọn núi đằng kia cả. Có lẽ là do nhiều châu bò cho nên không có cỏ. Đây đặt máy quay xuống cho các bạn nghe tiếng xì xoạc của cỏ lau. Wow, đang lúc có gió này. Ui, vừa mát vừa nghe tiếng xào xạc của cỏ lau, rất thú vị luôn. Đấy, các bạn nghe gì không? Gió đang thổi rất to. Cỏ lau thực chất là một loại cây ngoài tự nhiên và đối với người nông dân rất ghét cây này. Khi chúng ta trồng cây lâm nghiệp hay là trồng cái gì đó nó rậm cực kỳ nhanh luôn, nó sẽ phát triển vào đầu mùa xuân và trưởng thành vào mùa hè, cho hoa vào mùa thu. Và khi mùa thu đến thì nó sẽ bung ra những cái cần cỏ lau dài vút như thế này này. Những cái cần này nó sẽ dài dao động từ 60 cho đến 81 mét. Đó, đấy không tính phần gốc nhé, từ phần lá lên thôi. Một bông nó có chu vi khoảng độ 2 đến 25 cm, nhìn nó rất là hay, rung rinh trong gió. Và thường những bụi cỏ lau này nó hay ở trên các ngọn núi cao ấy, cho nên lúc nào cũng có gió và rung rinh, nhìn rất là hay luôn. Ước gì bây giờ mình đứng ở giữa chỗ kia nhỉ. Đấy, nhìn đẹp chưa. Rất nhiều người từ bên Quảng Ninh rồi rất là xa họ cũng đến đây để xem cỏ lau, trải nghiệm cũng như tận tay chạm đến cột mốc 1297 của Việt Nam yêu dấu mình nhỉ. Đấy cũng là một tình cảm dành cho đất nước rất là đáng cao quý luôn. Và mình thì mình cũng lên đây một lần rồi, nhưng do năm ngoái lên đây thì thời điểm đó bông lau đã bị tàn và không còn gì đẹp nữa, nên năm nay quyết định đi sớm hơn. Nhưng sớm hơn là bao nhiêu, sớm hơn một tháng thì cuối cùng là nó lại chưa nở căng. Đấy. Có khi tầm 7 cho đến 10 ngày sắp tới á, bông lau sẽ bung càng đét ra, nhìn nó rất là đẹp. Và khi chúng ta rung 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 nó thì nó bay những cái phấn hoa của cỏ lau, rất là tuyệt vời luôn. Vừa nãy bọn mình đang chụp ảnh ở trên cái cột mốc 1297, nó ở trên kia kìa. Khi chúng ta xuống đây nhìn thì nó lại ra một cái hình chóp mũ thế này.
Đợt trước mình lên thì sương mù bao phủ nên là không có nhìn thấy được bên Trung Quốc nó có cái gì á. Bây giờ mình có thể quan sát tận mắt bên Trung Quốc có bạch đàn kìa. Có rừng này, rừng tự nhiên. Cũng có những rừng lâm nghiệp, rừng trồng đó. Và đường của Trung Quốc cũng y chang đường bên Việt Nam mình thôi. Nhưng theo quan điểm của mình thấy thì đường Việt Nam vẫn đẹp hơn. Vì đường Việt Nam mình có hình chữ S mà, đúng không? Ok, vậy là chuyến hành trình đi thăm review cột mốc 1297 tại Lạng Sơn mình cũng xin phép được kết thúc tại đây nhé. Nếu mà các bạn thấy video này hay, thú vị, đừng quên nhấn like video, nhấn đăng ký kênh để có thể đón xem những hành trình tiếp theo. Mình sẽ tiếp tục quay trên mảnh đất thân yêu của hình chữ S, vùng quê Lạng Sơn.